Xin chào mọi người, lại là Thương đây. Hiện tại Thương đang có mặt trên tuyến cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Tuyến đường này có tổng mức đầu tư 4.300 tỷ đồng, có tổng chiều dài 62 km và quy mô 10 làn xe. Khúc cắt khoảng 500 m ở nút giao với đường DT741 do vướng mặt bằng qua phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một đã hoàn thành, sắp kết nối hoàn chỉnh 42 km giai đoạn 1 từ quốc lộ 1 đến thị xã Bến Cát. Và ngay lúc này đây, Thương đang đứng tại nút giao giữa cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn với đường ở Hương Lộ 604. Hiện tại thì nút giao này đang được gấp rút triển khai thi công để dự kiến sẽ hoàn thành thông xe trong tháng 5 tới. Giai đoạn 2 của tuyến đường từ thị xã Bến Cát đến trung tâm hành chính Bầu Bàng đã hoàn thành. Khúc cắt nằm gần đoạn đi qua khu công nghiệp Mỹ Phước 2 đang được thi công cấp tốc sau khi được người dân bàn giao mặt bằng. Các bạn biết không, hiện tại tôi đang đứng đây chính là nút giao cuối cùng của cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, kết nối trực tiếp với cổng khu công nghiệp Bầu Bàng. Và hiện tại thì nút giao này đã chính thức được thông xe vào đầu năm 2021. Sắp tới, khi cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn chính thức thông xe toàn tuyến, việc vận chuyển hàng hóa từ khu công nghiệp Mỹ Phước Bầu Bàng đến các khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai sẽ giảm được khoảng 30% thời gian và chi phí. Hiện tại, công trình trung tâm hành chính Bầu Bàng chính tầng và nhà ở công vụ Bầu Bàng đang được tăng tốc triển khai thi công, đảm bảo thời gian và chất lượng kỹ thuật theo thiết kế. Theo nhận định của giới chuyên gia địa ốc, tiềm năng bất động sản Bầu Bàng trong thời gian tới sẽ rất lớn với sự tác động của nhiều yếu tố lực đẩy, trong đó có yếu tố đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn sắp thông xe và hai công trình trung tâm hành chính và nhà ở công vụ huyện chính thức hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video sau nhé. Xin chào!